Rồi, hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái bản ngọc của một vị tướng xạ thủ. Đó là vị tướng Linnit nha mọi người. Đây là một vị tướng lúc mới ra thì cũng rất là được nhiều người bạn trẻ rất là thích chơi. Nhưng mà dần dần thì lại ít chơi do vị tướng này xạ thủ nhưng mà nó hơi yếu nha. Nó yếu hơn một số vị tướng xạ thủ khác nên là cũng ít nhiều người chơi. Rồi. Thì cái bản ngọc của vị tướng này á, mình sẽ lên như sau. Thì bản ngọc này á, là bản ngọc chuẩn của vị tướng Linnit luôn, tại vì mình đã chơi Linnit từ mùa rất là lâu rồi, tới bây giờ thì mình đã chơi rất là nhiều trận Linnit nên là mình biết cái bản ngọc này rất là ok với Linnit nha mọi người. Thì bản ngọc này mình sẽ lên như sau: công nhật lý cộng 9, tỷ lệ chí mạng là 5%, xiên giáp là 64, hút máu là 8%, tốc chạy là 5%, cuối cùng là tốc đánh mình lên 21% nha. Thì mình sẽ tháo ngọc ra, mình nhắn lại để cho mọi người xem dễ hiểu nha. Đây, thì 10 viên ngọc đỏ đó, mình sẽ lên là cái tỷ lệ chí mạng và tốc đánh nha. Tốc đánh là 1,6%, tỷ lệ chí mạng là 0,5% nha. Tiếp theo là 10 viên ngọc tím, thì mọi người hãy lên cho mình là 5 viên tốc đánh tốc chạy. Đây, 5 viên tốc đánh tốc chạy, 1%. 5 viên còn lại mình sẽ lên là hút máu 1,6% nha. Và tiếp theo là 10 viên ngọc lục. Thì 10 viên ngọc lục mọi người hãy lên cho mình đó chính là công nhật lý và xiên giáp. Đây, công nhật lý ở đây là cộng 0,9, xiên giáp là 6,4 nha. Thì mình cũng xin nói sơ qua là tất cả các tướng đấu sĩ và tướng xạ thủ khi mà lên ngọc lục với mọi người đều sử dụng là công nhật lý và xiên giáp. Đó là một cái điểm chung đó mọi người. Rồi, đây là cái phần chia sẻ về bản ngọc. Tiếp theo mình sẽ đi vào cái phần trang bị của vị tướng này nha. Thì khi chơi Linnit á, mọi người cầm Linnit chơi á, thì hãy dùng đi gần nha. Đừng có đi đường vòng, đi lane thì không có tốt. Tại vì cái vị tướng này á, cái thế mạnh của vị tướng này á, đó chính là đi gần nha mọi người. Đi đường á, thì nó yếu lắm nên là khi chơi Linnit thì mọi người nên ưu tiên dành cho đi đi gần. Thì món đầu tiên á, mọi người hãy lên cây cung bảo tố nha, là đi gần nha. Món thứ hai là cái dài kiên cường. Món thứ ba thì mọi người có thể lên cho mình thánh kiếm hoặc là cây thương xuyên phá nha, món nào cũng được nha. Và món thứ tư á, mình lên cái phức hợp kiếm. Và món thứ năm mình lên cái kiếm Mugamasa nè, hoặc là mình lên cuối cùng á, là mình lên cái giáp mạnh đi, hoặc là mọi người có thể lên cho mình cái phức hợp kiếm ở món thứ tư, hoặc món thứ năm là mình lên cái thương xuyên phá thì cũng được nha, không sao hết chơi nha mọi người. Đó là cái phần trang bị của Linnit. Thì dưới cái bộ trang bị này sẽ giúp cho Linnit cái lượng lớn cái tốc đánh và cái lượng sát thương rất là cao. Bên cạnh đó thì cũng có thể thấy cái phức hợp kiếm này nè, thay cho cái đây nè, cái phức hợp kiếm này nha, thay cho vị tướng này một cái món thủ cũng được, đó chính là cái áo tròn nha. Thay cho cái áo tròn băng giá để mà tăng cái khả năng chống chịu mà làm chậm đối phương nha, rất là tốt nha mọi người. Tiếp theo là mình sẽ đi vào cái phần phù hiệu nha. Thì phù hiệu của Linnit á, mình đi gần luôn, mình hay là đi đường gầm thì hãy mặc định cho nó là cái này nè mọi người, đó chính là cái đầu thai nha. Phù hiệu là chọn mặc định đầu thai nha mọi người. Thì đầu tiên mọi người hãy chọn cho mình viên đá màu xanh, tiếp theo là chọn cái bảo mệnh nha, và tiếp theo chọn cái hạ tăng CT, cuối cùng là cái đầu thai ở dưới nha. Ở dưới đây thì chọn viên đá màu vàng, tiếp theo là chọn cái tăng CT ở dưới và cái màu vàng ở giữa, kế bên là cái xiên ở trên nha. Thì đó là cái phần phù hiệu này mình nên dùng cho vị tướng này nha, nó rất là tốt nha, đừng dùng cái phù hiệu khác nha mọi người. Tại vì cái phù hiệu chuyển sinh này nè sẽ giúp cho Linnit dễ dàng băng cắt hơn trong giao tranh, nếu mà chẳng may khi hạ gục á có thể chuyển sinh và tái giao tranh trở lại, nên là mình chọn cái này. Rồi, cái phần chia sẻ về bản ngọc nè, trang bị phù hiệu của Linh đến đây là hết. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo nha.
Thì qua video này, mọi người nếu thấy hay thì cho mình xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh để mình có thêm cái nhiều động lực tạo ra thêm nhiều video để gửi đến tất cả mọi người nha. Mọi người cứ để lại bình luận bên dưới để cho mình đóng góp những cái ý kiến để mình tiếp thu và mình sửa đổi cho nó hoàn thiện hơn nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người nha.